Thùy Chi gây tranh cãi khi hát nhạc Sơn Tùng, xếp lâu lâu đi cover thì bị che hát như rain 3 điểm. Chuyện nghệ sĩ đi cover bài hát của ca sĩ khác không phải là chuyện hiếm gặp trong showbiz, thế nhưng việc khen che thì phụ thuộc nhiều vào cảm nhận của khán giả. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Thùy Chi tại một đêm nhạc ở Đà Lạt. Xuất hiện trong đêm diễn ngoài những ca khúc của mình, Thùy Chi khiến ai cũng bất ngờ khi thể hiện bản hit Lạc Trôi của Sơn Tùng. Vốn sở hữu chất giọng ngọt ngào truyền cảm, cũng như mỗi khi nghe Thùy Chi cover bất kỳ một ca khúc nào, dân mạng cũng đều suýt quên luôn bản gốc bởi giọng hát mùi mận của nữ ca sĩ. Thế nhưng không phải lần nào Thùy Chi cover cũng nhận được hiệu ứng tích cực từ người nghe. Điển hình như màn cover ca khúc Lạc Trôi của Sơn Tùng, Thùy Chi đã nhận về không ít ý kiến trái chiều từ dân mạng khi cho rằng giọng hát của nữ ca sĩ hoàn toàn không phù hợp với tinh thần của ca khúc này. Không những thế, Thùy Chi cho thấy sự rời rạc trong vài câu hát, cách cố gắng bẻ chữ để trở nên phá cách của Thùy Chi cũng không nhận được sự ủng hộ từ phía người nghe, mặc dù những nốt cao được nữ ca sĩ thể hiện rất tốt. Một số ý kiến cũng bày tỏ mong muốn Thùy Chi chỉ nên cover lại các ca khúc buồn ballad, bởi đó mới chính là thế mạnh giúp giọng hát Thùy Chi tỏa sáng. Vốn dĩ Lạc Trôi hay bất kỳ ca khúc nào của Sơn Tùng đều rất kén người thể hiện, thế nên ngoại trừ bản gốc thì không ít những bản cover trước đó đã nhận về nhiều lời chê bai tương tự như Thùy Chi. Một số bình luận của cư dân mạng nghe không vào lắm, mặc dù rất thích Thùy Chi, không hay, bất đi chất thánh thót trong trẻo vốn là thương hiệu của Chi. Chắc mỗi mình tôi không thích, bài của Sơn Tùng không bao giờ đánh bản quyền, ca sĩ nào hát cũng được nhỉ. Sau khi quay trở lại hoạt động nghệ thuật, Thùy Chi đã cho thấy phong độ của bản thân khi thường xuyên chạy show biểu diễn ở khắp các sân khấu âm nhạc. Đồng thời, dịp cuối năm 2022, nữ ca sĩ cũng đã tái xuất đường đua V-pop với sản phẩm Hơn Em Chỗ Nào, nhanh chóng giúp nữ ca sĩ có thêm một bản hit đình đám khi ca khúc này rất được khán giả yêu mến. Trong năm 2023, người hâm mộ đang rất mong chờ vào những dự án âm nhạc chỉnh chu tiếp theo của Thùy Chi. Không chỉ Thùy Chi gây tranh cãi khi cover nhạc Sơn Tùng, thậm chí Sơn Tùng cũng tự mình gây tranh cãi khi đi cover bài hát của người khác. Vừa qua, Sơn Tùng thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng khi đăng tải đoạn clip ngẫu hứng một đoạn ca khúc Nước Mắt Tear, bản hit nổi tiếng với thế hệ khán giả 8X, 9X hơn 17 năm về trước. Sau màn cover của Sơn Tùng, ca khúc này đã nhanh chóng được hồi sinh mạnh mẽ trên nền tảng TikTok. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi thì cũng có không ít ý kiến chê bai về bản cover lần này của nam ca sĩ gốc Thái Bình. Theo đó, khá nhiều ý kiến nhận xét giọng hát Sơn Tùng không hợp với ca khúc này. Chưa kể nam ca sĩ lại hát nhựa nhựa gây khó chịu mệt mỏi. Có khán giả sau khi nghe đã không ngại chấm cho Sơn Tùng 3 điểm trên thang điểm 10. Một số bình luận của cư dân mạng: không anti Sơn Tùng nhưng vì ngày xưa tôi mê bài này nên che giữ luôn nha, Sơn Tùng chỉ nên hát nhạc của mình thôi. Nghe cứ nhựa nhựa rồi cố ý nhát nốt vào cho khác bản gốc, nghe nó cứ kiểu gì á. Hát bài nào thâm thấp thôi Tùng ơi, không thì cũng autotune cái cho nghe đỡ sợ, gồng cho cố làm chi, cuộc hơi anh không ổn sao cố quá vậy. Bài này không ai qua được V for Men, Sơn Tùng hát cứ gồng lên chả có cảm xúc, hát như rên ấy. Được biết, Cheer là một ca khúc được thực hiện bởi nghệ sĩ Hàn Quốc V4Men, một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên sử dụng tiếng Việt khi sang giao lưu với khán giả Việt Nam, cùng hợp tác với MTV phát hành ca khúc Cheer Nước Mắt. V4Men là nhóm nhạc gồm 4 thành viên người Hàn Quốc được thành lập năm 2006, trong đó chữ V là viết tắt cho từ Việt Nam. Nhóm từng có ý định sẽ tấn công thị trường Việt Nam khi ra mắt album và một vài dự án kết hợp cùng nghệ sĩ V-pop thời điểm đó như Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh. Ở thời điểm đó, V4Men được đánh giá là một nhóm hát có thực lực, chinh phục khán giả bằng nội lực, giọng hát và khả năng thanh nhạc chứ không phải bằng vũ đạo.